Đúng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 5, tổ bầu cử số 5 khu phố Lê Lai, thị trấn Lăng Chánh đã tiến hành khai mạc và bỏ phiếu với sự tham gia của đông đảo cử tri. Trong ngày hôm nay, trên 600 cử tri khu phố sẽ tham gia bỏ phiếu. Dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 5 khu phố Lê Lai có các đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri khu phố Lê Lai đã nô nức đến tại nhà văn hóa, địa điểm được chọn làm khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân. Nhiều cử tri cho biết, cuộc bầu cử năm nay mặc dù diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, tuy nhiên vẫn không làm giảm sự háo hức của cử tri khi được chính tay lựa chọn những người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân. Để đảm bảo 100% cử tri sẽ tham gia bầu cử trong ngày hôm nay, tổ bầu cử số 5 đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như thời gian diễn ra bầu cử để mọi người dân đều nắm được, đồng thời cổ vũ tinh thần cử tri tham gia bầu cử. Chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân biết ngày giờ bầu cử, ngày bầu cử và giờ khai mạc để nhân dân biết. Và chúng tôi đã tuyên truyền bằng các hình thức như qua loa, đài, rồi cái việc trang trí phòng bỏ phiếu, các băng rôn khẩu hiệu để nhân dân biết địa điểm bỏ phiếu và đi bỏ phiếu đông đủ. Nhìn chung công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 5 khu phố Lê Lai, thị trấn Lăng Chánh diễn ra an toàn đúng luật, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.